Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với cuộc triển lãm sinh vật cảnh thủ đô năm 2022. Triển lãm này thì nằm trong khuôn khổ festival các cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ và làng nghề truyền thống năm 2022 đang diễn ra tại cái trường đua F1 sân vận động cạnh sân vận động Mỹ Đình Hà Nội. Đây là lần thứ hai cái festival này được tổ chức với cái quy mô rất lớn, trưng bày những cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ, phần nhiều là đồ gỗ rồi các cái đồ mỹ nghệ. Trong đó thì có cái cuộc triển lãm cây cảnh nghệ thuật mà quý vị các bạn đang nhìn thấy. Như ở cái video lần trước thì quý vị cũng thấy là một phần cái quy mô của triển lãm này rồi, có rất nhiều những cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật của nhiều những cái nghệ nhân nổi tiếng ở cái khu vực phụ cận Hà Nội này, phần nhiều thì vẫn ở trong khu vực Hà Nội. Ngoài ra thì còn có một số các tác phẩm ở các cái tỉnh lân cận này, tham gia. Đây là một trong những cái cuộc có thể nói là một cái cuộc triển lãm cây cảnh nhằm kết thúc năm 2022. Cùng với việc tổ chức đồng thời với cái trong cái khuôn viên khuôn khổ của hội chợ các cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ và các làng nghề truyền thống, thì triển lãm đã thu hút rất nhiều những khách tham quan. Nó nhiều hơn so với những cái cuộc triển lãm cây cảnh đơn thuần. Tất nhiên là có những cái người mà ít khi tiếp xúc với những cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật. Nhưng mà họ đến với cái festival này thì tiện thể cũng được chiêm ngưỡng luôn cái cuộc trưng bày những cái tác phẩm cây cảnh nhiều khi là rất là độc lạ ở đây. Ví dụ như các bạn đang xem đấy là một cái cây trứng gà, một tác phẩm cây cảnh cổ thụ đấy. Và như thế thì triển lãm hay là cái nghệ thuật sinh vật cảnh nói chung sẽ tiếp cận được nhiều hơn đối với công chúng. Điều mà mình thấy những cái cuộc triển lãm cây cảnh đơn thuần ấy gần như là chỉ là sân chơi của những người chơi cây cảnh, hay còn gọi là những người trong nghề đấy. Cái số lượng cây cảnh tập trung ở đây rất là lớn. Đấy. Như quý vị thấy có đến vài trăm tác phẩm. Đấy. Và mỗi tác phẩm là có một vẻ đẹp riêng. Đấy. Là cái thành quả của những nghệ nhân đã tạo ra những tác phẩm này. Đấy. Sau nhiều năm trời. Thì
quý vị cũng thấy là đa phần là những cái tác phẩm cây xanh, có nhiều những cái tác phẩm xanh có kích thước rất là lớn, đòi hỏi cái quá trình tạo tác rất là công phu. Quý vị đang xem là một cây xanh cổ có cái dáng tạo tác rất là nghệ thuật. Tác phẩm này là mình liên tưởng tới cây dấu ấn thời gian. Cây xanh Nam Điền, lão Bồng Nguyên Soái ở Kinh Môn Hải Dương, nhà vườn Phạm Thế Hùng. Đây là một cây hồng, hồng quả, hồng Đà Lạt ạ. Thế gần Tết hoặc là vào đông thì nó rụng lá và người ta cố tình vặt bớt lá đi để chơi quả cho nó đẹp. Những năm gần đây thì nhiều biệt thự thì có xu hướng tìm chơi những cái cây hồng kiểu như thế này về để trang trí ở trong cái khuôn viên. Ở đây có một cái tác phẩm cây cảnh tầm trung, đấy là một cái cây sung. Cái tác phẩm này thì mình đã gặp một số lần ở một số những cái triển lãm. Một cây sung bonsai với cái lối tạo tác mang xu hướng rất là hội nhập. Một cái phong cách bonsai truyền thống. Mờ quá không nhìn thấy gì cả. Còn đây cũng là một cái tác phẩm khá là quen mắt ở các cái khu triển lãm, một cây sơn trà. Một tác phẩm được khai thác từ thiên nhiên và được tạo tác nhiều năm này, có một cái dáng bonsai rất là đẹp. Đường thân rất là quái. Một nhánh trực, một nhánh huyền. Cuộc trưng bày cây cảnh này có thể diễn ra thêm nhiều ngày nữa, thì quý vị có thời gian có thể sắp xếp qua cái khu vực đường đua F1 cạnh sân vận động Mỹ Đình để tham quan cái triển lãm cây cảnh này.